Chào anh chị nhá, em Hiệp với công ty vệ sinh T và H Việt Nam. Anh chị nào có nhu cầu vệ sinh công nghiệp ở Bắc Từ Liêm liên hệ bên em nhá. Bên em vệ sinh công nghiệp ở Bắc Từ Liêm và toàn Hà Nội miền Bắc. À, chơi. Anh ơi, xịt luôn cái đồ chơi nhá. Xịt luôn cái đồ chơi. Tiện này xịt luôn cả đồ chơi nhá. Xịt nước ấy. Kiểu mình tiện mình rửa sân mình xịt luôn ấy. Có qua. Đó, có nước này lắm rồi. Dạ. Cái mái ở trên mái. Cả cái biển này này anh nhá, xịt hết cái biển này đi cho sạch đi, mệt quá nghỉ tí anh ạ.